Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, rất vui mừng. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây đông vui cùng chúc phúc cho hai cháu Hoàng Long và Phương Nam. Các con đã phải trải qua một chặng đường rất dài, rất gian nan để có được ngày hôm nay. Bố rất vui, bố hy vọng sau tất cả những gì các con đã phải trải qua, các con luôn giữ được ngọn lửa như thuở ban đầu, luôn yêu thương nhau và yêu thương gia đình. Phương Nam, chào mừng con đến với gia tộc họ Hoàng. Cảm ơn mẹ nhé. Chúc mừng con trai của mẹ. Cảm ơn em đã đến bên anh. Yêu anh. Anh yêu em. Cho anh những vui buồn, xa lao khó khăn, yêu thương trao dâng. Hẹn nước năm xưa ấy trao vẹn nguyên trong tim. Dù tháng năm trôi, anh vẫn chờ em nơi đây. Tình yêu vẫn mãi luôn đông đầy. Anh sẽ mãi. Oh.